Hello, welcome back to my channel Stats Critical for Rice Motor. Trên này và tiếp tục chụp một bức hình. Ok, còn một bức hình đối diện nữa. Giờ mình sẽ xem ông ta đang đi hướng nào. Ông ta đi hướng bên này. Rồi, và tiếp tục tựa game thứ hai. Xin được đưa phim. Thank you.
Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài. Ở trong này nếu các bạn gặp Sydney Hill thì các bạn sẽ free cho mình một chiếc máy bay này. Khi Sydney Hill nhìn thấy chiếc máy bay thì Sydney Hill sẽ lao đến chiếc máy bay đó. Và đó các bạn sẽ đi tiếp đường khác. Còn nếu khi hết chiếc máy bay rồi mà Sydney Hill phát hiện ra các bạn thì các bạn sẽ bị ông ta bắt bay, bắt cóc ngay. Sau đó các bạn lại phải trở lại từ đó. Trong cái game này thì các bạn phải đi tìm kiếm tất cả là bao ngôi nhà. Ông ta đang ở kia. Ngôi nhà đầu tiên đã tìm thấy rồi. Thế các bạn sẽ đi xung quanh tìm tất cả ba ngôi nhà. Trong mỗi ngôi nhà sẽ có những câu hỏi riêng và các bạn sẽ trả lời từng câu hỏi trong ngôi nhà đó. Khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành và đến điểm đích cuối cùng. Lúc đó thì các bạn sẽ chuyển sang chapter 2 của tựa game này. Và chapter 2 tựa game này thì cũng giống như chapter 1, đó là các bạn cũng sẽ đi vào những ngôi khu vườn như thế này. Và lúc đó thì các bạn sẽ phải trả lời tiếp những câu hỏi khác nhau. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Let's go. Ta tỉnh dậy các bạn lại phải tiêu diệt ông ta để ông ta ngất trong vòng 10 giây.
tăng ngất trong vòng 14 giây tất cả, ok. Đó, và tiếp tục các bạn sang chapter 2, chapter 3, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, tựa game thứ tư, Horror City Hill, Goosey Boom. Rồi, và tiếp tục SCP Siren Hill. Let's go, drop play. Khá là âm u, với cả sương mù. Đây có thể là rạng sáng tầm khoảng từ 3 giờ đến 4 giờ. Có tí gọi là ánh sáng của bầu trời. Oh my god. Thank you.
gosh. Whoa, 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 whoa. Oh my gosh. Thế xin lỗi. You lost. Rồi, và tự nhiên tiếp theo. Quái gì đây? Ok. Wow, nhìn ông ta khá là kinh dị. Play. Finn the mat. Our friend. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lấy được rồi mà vẫn bị ông ta tiêu diệt. À đây rồi. Richard Grissom Lux. Đây các bạn sẽ cứu thoát anh chàng này. Và khi cứu thoát anh chàng này, sau đó thì các bạn sẽ đi tìm một chiếc chìa khóa, cùng nhau tẩu thoát ra khỏi nơi đây. Ok. Anh chàng này đã được cứu sống ra ngoài rồi. Và tiếp tục các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game cuối cùng. Let's go. Chàng kia thì nên bay ra, tài thật. Oh my gosh, wow. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.